Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu bản tin giao thông an toàn ngày hôm nay là thông tin về tình hình tai nạn giao thông diễn ra trong ngày 8 tháng 9 do Cục Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt Bộ Công an cung cấp. Theo số liệu cập nhật đến 16 giờ ngày hôm nay, toàn quốc xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông, làm chết 19 người, bị thương 22 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 30 vụ, làm chết 18 người, bị thương 22 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người. Lực lượng Cảnh sát giao thông của Cục và Cảnh sát giao thông đường bộ các địa phương đã kiểm tra xử lý 6.957 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tiếp theo, ngay sau đây là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Rạng sáng nay ngày 8 tháng 9, xe đầu kéo chở ô tô tải lớn trên quốc lộ 1A hướng từ Thủ Đức về ngã tư An Sương, thành phố Hồ Chí Minh đến gần cầu vượt Quang Trung, quận 12. Tay cầu của xe tải phía trên vướng vào thanh chắn giới hạn chiều cao 4,3 m, khung sắt bị kéo sập xuống, đè trúng ông Trần Văn Lớp, 52 tuổi, quê Bến Tre, đang chạy xe máy khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Chiếc xe tải tiếp tục trượt khỏi rơ moóc, húc đầu giải phân cách rồi lao qua bên kia đường. Hai xe tải và một xe taxi không kịp xử lý đã dẫn đến tai nạn liên hoàn. Tại hiện trường, một đoạn giải phân cách bị đâm gãy, khung thép giới hạn chiều cao nặng gần chục tấn bị kéo đổ, giao thông trên hai làn xe ô tô bị phong tỏa hoàn toàn. Ban Quản lý Đường sắt Đô thị cho biết, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đăng ký với chính phủ để xin vay vốn đầu tư từ nguồn vốn vay ưu đãi của Nhật, đầu tư tuyến metro 3A và 3B. Trong đó, tuyến metro 3A Bến Thành quận 1, bến xe miền Tây quận Bình Tân dài 9,7 km, có vốn đầu tư dự kiến là 32.200 tỷ đồng, và tuyến metro 3B Ngã giáo Cộng Hòa quận 3, Hiệp Bình Phước quận Thủ Đức dài 12,1 km, có vốn đầu tư dự kiến là 33.700 tỷ đồng. Theo thiết kế, tuyến metro 3A và 3B đa phần đều xây dựng ngầm trong lòng đất. Trước đó, từ nguồn vốn vay ODA Nhật Bản và vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước, năm 2012, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, có vốn đầu tư khoảng 2,49 tỷ đô la Mỹ. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, đơn vị hoạt động taxi tại đô thị loại đặc biệt phải đảm bảo tối thiểu 50 xe. Nếu không đủ điều kiện trên, Sở Giao thông Vận tải sẽ thu hồi lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, loại hình kinh doanh vận tải bằng xe taxi và phù hiệu xe taxi đã được cấp cho các xe của đơn vị. Qua rà soát chương trình cấp phù hiệu xe taxi, tính đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2015, hiện thành phố có các đơn vị có số xe dưới 50 như công ty Minh Đức Tân Phú, công ty trách nhiệm hữu hạn taxi Hoàn Mỹ, công ty trách nhiệm hữu hạn Trầm Thanh, doanh nghiệp tư nhân Dạng Đông, doanh nghiệp tư nhân Đức Linh, hợp tác xã xe du lịch và vận tải Thiên Phúc. Tập đoàn Vingroup vừa trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh dự án xây dựng bãi đỗ xe ngầm tại khu vực sân vận động Hoa Lư, quận 1. Theo đề xuất này, dự án có tổng mức đầu tư là 3.308 tỷ đồng, đầu tư theo hình thức xây dựng, sở hữu, kinh doanh (BOO). Dự án bãi đỗ xe ngầm Hoa Lư gồm 5 tầng nổi và 5 tầng hầm. Tổng số chỗ đỗ xe máy là 2.873 xe, ô tô là 2.548 xe. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Vingroup đề xuất mở rộng hướng thoát xe bằng trục giao thông song hành rộng 3 m dọc theo đường Đinh Tiên Hoàng, nối từ mép dự án kết nối vào đường Nguyễn Đình Chiểu. Nếu được phê duyệt, Vingroup sẽ khảo sát, đánh giá lại toàn bộ hiện trạng kiến trúc và cây xanh trong khu vực để đưa ra phương án di dời phù hợp. Cơn mưa to kéo dài từ đầu giờ sáng ngày hôm nay đã khiến người dân Hà Nội thêm một sáng khốn đốn khi lưu thông trên đường. Nhiều tuyến đường vốn đã thường xuyên tắc nên khi mưa lớn càng khó di chuyển, dòng phương tiện lớn phải chôn chân giữa trời mưa. Công ty thoát nước Hà Nội cho biết, từ 5 giờ 30 đến 7 giờ, thành phố xảy ra mưa lớn. Lượng mưa tại Xuân Đình, Hồ Tây, Trúc Bạch đều trên 80 mm. Các nơi khác như Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Yên Sở, Đông Anh trên 60 mm. Mưa dồn dập trong thời gian ngắn khiến hàng loạt điểm bị ngập đến nửa mét, Nhiều xe bị chết máy tập trung ở tuyến đường Đội Cấn, Nguyễn Phong Sắc, Giang Văn Minh, Nguyễn Huy Tưởng, Định Công. Tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cũng có đến 4 điểm ngập sâu trong nước, hậu quả gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông trong suốt buổi sáng nay. Đi lại rất là khó, nhất là những cái đoạn đường rất là xấu, có những ổ gà mà gây cho cái sự mình xử lý cái tình huống rất là khó. Đây là do là bên mương ở mình đang thi công, nó đang làm cống hóa anh ạ. Bao giờ cống hóa thì là nước nó sẽ dồn hết về đây. Khi nào cái mương giải tỏa xong, làm xong thì chắc chắn tuyến này sẽ không bị ngập này nữa. Tại các ngã tư, lực lượng cảnh sát giao thông dường như bất lực bởi dòng người đổ về quá đông. Các loại xe chạy theo mọi hướng và không chấp hành luật giao thông, không ai chịu nhường ai nên đường đã tắc càng thêm tắc. Phải đến 10 giờ thì mưa ngớt, tình hình giao thông mới trở lại bình thường. Trước tình trạng nhiều tuyến xe cố định cố tình chạy phá lộ trình đăng ký, gây mất an toàn giao thông và nguy cơ ùn tắc cao khiến người dân bức xúc, Công an thành phố Hà Nội đã vào cuộc và xử lý nghiêm những xe khách vi phạm. Theo Công an Hà Nội, ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường lực lượng kiểm tra xử lý tình trạng xe khách chạy phá lộ trình. Khi phát hiện xe khách chạy sai lộ trình sẽ xử lý nghiêm khắc. Đồng quan điểm này, đại diện thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng cho biết các đội thanh tra giao thông, nhất là các đội khu vực Nam Từ Liêm, xử lý dứt điểm các vi phạm. Trước đó, theo phản ánh, thời gian gần đây, dọc tuyến đường phía sau cổng ra của bến xe Mỹ Đình có nhiều ô tô khách không có luồng tuyến hoặc có luồng tuyến không phải ở bến xe Mỹ Đình vẫn qua đây đón trả khách mà không bị kiểm tra xử lý. Điển hình là xe của hai nhà xe Khai Nguyên chạy tuyến bến xe Sơn Tây, Hà Nội, thành phố Thái Bình và ngược lại và Nam Hà Hải chạy tuyến xe Thái Bình, bến xe Yên Nghĩa, Hà Nội và ngược lại. Điều này làm gia tăng tình trạng ùn tắc, mất an toàn giao thông tại khu vực vốn đã khá phức tạp này. Lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội C45 Bộ Công an cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng trong đường dây chuyên bán logo xe vua. Đồng thời sẽ mở rộng điều tra ra vụ việc, xác minh làm rõ đường dây này đã chạy những cá nhân đơn vị nào với số tiền bao nhiêu để bảo kê cho hàng ngàn xe vua chạy trong thời gian dài vừa qua. Trước đó vào ngày 27 tháng 8, lực lượng công an đã bắt giữ những đối tượng nằm trong đường dây chuyên mua bán logo xe vua, bảo kê cho các loại xe tải chở quá khổ, mang tên doanh nghiệp tư nhân Gạch Cẩm Vân, xe chở hàng, gara Thành Đô. Các đối tượng bán với giá từ 2,5 tới 3 triệu đồng một logo một tháng và thu lợi khoảng 3 tỷ đồng một tháng. Người có sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông có thể chịu mức phạt lên tới 14 đến 16 triệu đồng thay vì 10 đến 15 triệu đồng như trước đây. Đây là một trong nhiều quy định mới được sửa đổi theo hướng gia tăng mức phạt trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo nghị định về xử phạt vi phạm giao thông sẽ trình Chính phủ vào tháng 10 tới đây. Cụ thể, đối với nhóm vi phạm về nồng độ cồn, dự thảo đề xuất tăng mức phạt tiền đối với tất cả các hành vi của lái xe ô tô. Theo đó, tăng mức phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng lên từ 3 đến 5 triệu đồng đối với người có nồng độ cồn ở mức 1, tăng từ 7 đến 8 triệu đồng lên 8 đến 12 triệu đồng đối với người có nồng độ cồn ở mức 2. Đặc biệt, người có nồng độ cồn ở mức 3 sẽ bị phạt tiền từ 14 đến 16 triệu đồng thay vì mức 10 đến 15 triệu đồng như trước. Các hành vi ở mức 2 đến 3 còn bị tước giấy phép lái xe 3 tháng thay vì 2 tháng như hiện nay. Theo ban soạn thảo, lý do phải tăng mức xử phạt đối với nhóm hành vi vi phạm về nồng độ cồn bởi theo thống kê, số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện khi sử dụng rượu bia gây ra trung bình mỗi năm chiếm từ 16 đến 20%. Tỷ lệ này có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây. Cũng tại dự thảo này, hành vi đi xe máy vào đường cao tốc, mức xử phạt sẽ tăng lên từ 2 đến 4 triệu đồng thay vì 200 đến 400 ngàn đồng, tức là tăng gấp 10 lần so với quy định hiện hành. Bên cạnh đó, nhiều nhóm hành vi khác cũng tăng cao mức phạt. Thưa quý vị, quả thực trong con mắt nhiều người dân Việt Nam, đường sắt Việt Nam vẫn được coi là loại hình phương tiện vận chuyển rất an toàn. Do đó, nhiều người sẽ thực sự sốc khi biết rằng hiện nay có đến gần 400 đầu máy toa xe đang quá hạn đăng kiểm, ít thì 1 tháng, cá biệt có chiếc đã quá hạn 41 tháng. Với thiết kế đặc thù của đường sắt, chỉ cần một chi tiết không đảm bảo an toàn kỹ thuật là cả đoàn tàu, kéo theo đó là hàng trăm tính mạng, con người và tài sản có thể bị nguy hiểm. Có một số bộ phận tác động trực tiếp đến sự an toàn khi vận hành của đoàn tàu. Đó là bánh xe, đảm bảo sự gắn bó giữa đường ray với toa xe, hệ thống phanh móc nối giữa các toa xe và đầu máy. Với đặc thù chạy trên khổ đường ray 1 mét và có sự móc nối dây chuyền với nhau, nên chỉ cần một trong số gần 100 bánh xe bị trật, một móc nối giữa các toa xe bị hỏng, một chốt trong hệ thống phanh bị lỏng hay một nút bấm của đầu máy bị kẹt, thì cả khối sắt khổng lồ ấy kéo theo nhiều sinh mạng và tài sản có thể gặp nguy hiểm. Nếu như không tuân thủ các cái quy định của Bộ Thông vận tải về vấn đề kiểm tra định kỳ hoặc là kiểm tra sửa chữa hoặc là kiểm tra trong quá trình khai thác hàng ngày ấy, thì nó cũng có thể xảy ra những cái vấn đề hư hỏng, ví dụ như về móc nối chẳng hạn, về vấn đề cái hệ thống phanh hãm chẳng hạn, hoặc là về vấn đề hệ thống trục bánh xe thì nó cũng sẽ có thể gây ra trật bánh hoặc là gây ra đứt cái móc nối. Kể cả cái toa xe nó không hỏng thế nào cũng phải đưa vào kiểm tra, đúng không ạ? Còn khi kiểm tra mới biết là nó hỏng hay không. Cái nhìn ra đầu máy toa xe thấy nó vẫn bóng lộn, nó vẫn là bình thường, nhưng mà khi là do chúng ta chưa kiểm tra kỹ thôi. Theo thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam, ngành đường sắt có 1.608 toa xe, chiếm 1/3 tổng số đầu máy toa xe hiện có đã vận hành được 35 đến 40 năm. Trong đó có tới hơn 300 toa xe có tuổi đời lên tới 50 năm. Những đầu máy toa xe cũ kỹ già nua ấy vẫn tiếp tục gồng mình vận hành đường sắt. Do đó, càng cần có sự kiểm tra giám sát an toàn liên tục và chặt chẽ hơn. Tuy nhiên ở Việt Nam thì không thể áp dụng phương án đăng kiểm hỏng đâu sửa đó mà thực hiện đăng kiểm phòng ngừa. Hạn chế của cái hình thức phòng ngừa này theo tôi ấy, thì là cái việc mà sửa chữa theo các cấp như này thì nó không được triệt để. Ví dụ như là cái điều kiện, ví dụ như là của cái điều kiện sửa chữa mà hỏng đâu sửa đấy, thì người ta có thể hư hỏng một bộ phận nào thì người ta có thể khắc phục 100%. Thế nhưng mà vấn đề sửa chữa phòng ngừa thì người ta chỉ khắc phục được khoảng độ 70-80% thôi. Còn một số phần trăm nào đấy người ta phải chấp nhận cái hư hỏng đấy và người ta phải có cái biện pháp trong cái quá trình vận dụng nó. Dù ngành đăng kiểm khẳng định 70-80% vẫn đảm bảo chạy tàu, song không có ai dám chắc 20-30% còn lại có thể gây ra những hệ lụy gì nếu không được kiểm tra thường xuyên. Trong khi hiện có tới 352 trong tổng số 5.078 đầu máy toa xe đang quá hạn đăng kiểm. Có cái sự lơ là, có cái sự xem thường, có cái sự chủ quan, đúng không ạ? Nghĩ rằng là một khối sắt thép như thế nó không sao cả, thôi thôi, cứ cho nó quá đi để mình tiếp tục mình chở người, mình chở hàng để mình tăng lời tăng lãi. Thế nhưng mà đó là cái mà không nhìn nhận được cái hậu quả của vấn đề nó sẽ xảy ra. Tuy rằng là còn gặp nhiều khó khăn, nhưng theo tôi những cái gì mà liên quan đến cái tính mạng của người dân thì phải hết sức chú ý, không thể là xem thường được. Những thiết bị đảm bảo an toàn kỹ thuật khi vận hành còn nhiều rủi ro, thì những đầu máy toa xe như thế này quá hạn đăng kiểm dù chỉ một ngày cũng là mối nguy hiểm lớn. Đừng lấy lý do thiếu điều kiện kinh tế mà sự dửng dưng của ngành đường sắt đang đe dọa trực tiếp đến nhiều tính mạng và tài sản của người dân. Bản tin giao thông an toàn ngày 8 tháng 9 của VTC14 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại vào những bản tin tiếp theo.